xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về 5 bí quyết dưỡng da chống lão hóa của con gái Hàn Quốc nhé như mọi người đều biết thì con gái Hàn Quốc người ta có một làn da vô cùng đáng ngưỡng mộ đúng không? Da của họ trắng này, mịn này, căng bóng này, thậm chí là còn không có mụn trên da nữa cơ tất nhiên là cái vấn đề khí hậu và địa hình nó sẽ là một trong những cái vấn đề tác động đến làn da của họ rồi tuy nhiên để có được một làn da như thế thì người ta cũng phải có quy trình chăm sóc da cẩn thận kỹ lưỡng thậm chí là chăm sóc da từ ngay còn rất nhỏ cơ à, nếu như chúng ta đang thắc mắc rằng không biết tại sao da của họ lại đẹp như thế rồi bí quyết như thế nào để họ có được làn da tuyệt vời như vậy thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta bây giờ hãy cùng nhau đi tìm hiểu về năm bí quyết dưỡng da của con gái hàn quốc nhé Quy tắc đầu tiên trong quy trình dưỡng da của con gái Hàn Quốc đó chính là họ thường dưỡng da với phương châm không bao giờ quá sớm để chăm sóc cho làn da của bạn. Điều này thì chắc chắn bạn sẽ gặp trong từ điển chăm sóc da của bất cứ người con gái Hàn Quốc nào rồi. Và chính vì vậy thì chúng ta có thể thấy rằng tại sao da của con gái Hàn Quốc, ngay cả khi ngoài 40 tuổi rồi da của họ vẫn đẹp như thế như vậy thì chúng ta có thể thấy để có được một làn da không bị lão hóa này thì chúng ta hãy bắt đầu với các bước chăm sóc da cơ bản đúng cách để cho da của mình luôn được giữ được độ căng bóng đàn hồi rồi cũng là không mắc phải các triệu chứng lão hóa sớm và những cái sản phẩm mà con gái Hàn Quốc người ta thường dùng trong cái quy tắc đầu tiên đó chính là chăm sóc da từ sớm đó họ sẽ sử dụng các sản phẩm ở, ở chẳng hạn như là viên uống cấp nước hay là khi mà đã ngoài độ tuổi 20 rồi thì họ sẽ dùng những dạng như là nước uống collagen hay là viên uống cấp nước collagen rồi các sản phẩm chăm sóc mỹ phẩm từ collagen. Quy tắc thứ hai trong bí quyết chống lão hóa của con gái Hàn Quốc đó chính là bạn cần phải tuân thủ ít nhất là năm bước dưỡng da cơ bản. Đối với con gái Hàn Quốc hay là bất cứ người nào ở Hàn Quốc thì họ có một quy trình dưỡng da vô cùng nổi tiếng được gọi là Layering Skincare với cái quy trình này thì vô cùng nổi tiếng luôn. Và tuy nhiên thì nếu như khi chúng ta áp dụng cái quy trình này vào chăm sóc da cho mình thì chúng ta có thể rút gọn xuống từ còn 5 cho đến là 6 bước thôi. Tại vì thực ra trong mấy bước đấy thì sẽ có một vài bước không cần thiết lắm đối với làn da của chúng ta. Và 5 đến 6 bước đấy thì bạn phải... Uh, tận dụng cũng như là áp dụng đúng cái quy trình của nó đó chính là đầu tiên chúng ta phải làm sạch da với tẩy trang rồi là sữa rửa mặt sau đó thì chúng ta sử dụng kem dưỡng ẩm kem chống lão hóa và điều quan trọng là khi chúng ta ra đường thì cần phải sử dụng kem chống nắng để tránh sự tác động của tia UV hay là những tác hại từ ánh nắng mặt trời và một điều quan trọng nữa đó chính là những cái thao tác như là tẩy da chết hay là đắp mặt nạ thì chúng ta có thể thực hiện từ 1 cho đến là 2 lần trong một tuần. Tuy nhiên thì bạn phải nhớ rằng khi chúng ta đã bắt đầu bước vào quy trình chăm sóc da chống lão hóa thì phải thực hiện chăm chỉ rồi là nghiêm túc này để có được một làn da tuyệt vời như trong mơ và với việc thực hiện các bước skincare hay là các bước chăm sóc da thì chúng ta cũng cần phải sử dụng những loại sản phẩm đúng cách mọi người đều biết thì Hàn Quốc nổi tiếng với các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng như là Ohui này Innisfree hay là Amusic rồi đúng không nếu như là bản thân anh thì anh sẽ chọn sử dụng dòng Amusic bởi vì cái dòng này thì sẽ được con gái Hàn Quốc sử dụng nhiều hơn để chăm sóc cho làn da của mình với cái bước làm sạch da mặt thì chúng ta có thể sử dụng sữa rửa mặt thì một trong những cái loại sữa rửa mặt mà ông anh thấy rất là hiệu quả cũng như là làm sạch sâu đó chính là dòng sản phẩm sữa rửa mặt mầm gạo này đến từ Hàn Quốc. Và cái dòng sản phẩm như thế này thì sẽ phù hợp hơn đối với những bạn mà da bị khô và mất nước bởi vì cái dòng sữa rửa mặt mầm gạo này thì nó sẽ cung cấp nước, cung cấp độ ẩm cần thiết cho da. Và sau đó thì khi chúng ta sử dụng toner, kem dưỡng hay là một số loại kem chống dưỡng ẩm thì Oanh khuyên rằng nếu như bạn ở ngoài độ tuổi 20 thì chúng ta hãy sử dụng dòng toner hay còn gọi là nước hoa hồng collagen amusic này bởi vì cái dòng này nó sẽ cung cấp collagen một cách đầy đủ cho mình luôn Và sau đó nếu như chúng ta đã chống lão hóa nhá thì cần phải sử dụng những dòng chống lão hóa chuyên dụng Nếu như bạn đắp mặt nạ thì hãy lựa chọn dòng collagen này bởi vì nó cung cấp độ đàn hồi cũng như tạo độ đàn hồi cho da vô cùng tuyệt vời luôn Thì đó chính là ba cái dòng sản phẩm mà ông anh gợi ý về bước làm sạch da cũng như là chăm sóc da dưỡng ẩm. Còn nếu như mà bạn thực hiện tẩy da chết từ 1 đến 2 lần trên một tuần ấy thì chúng ta hãy sử dụng dòng tẩy da chết trà xanh này bởi vì theo anh thấy thì cái dòng tẩy da chết trà xanh này nó làm sạch sâu vô cùng tốt cũng như là chống oxy hóa cho da vô cùng tuyệt vời. Quy tắc thứ ba trong quá trình chăm sóc da cũng như là trong bí quyết chăm sóc da chống lão hóa của con gái Hàn Quốc đó chính là họ chống lão hóa với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh tất nhiên rồi như anh vừa có chia sẻ ở lúc đầu rồi đúng không Là con gái Hàn Quốc thì họ chăm sóc da Tới lúc còn rất nhỏ tuổi rồi Từ 10 tuổi trở lên là họ đã bắt đầu chăm sóc da Chú ý đến làn da của mình rồi Và khi ngoài độ tuổi 20 Thì họ sẽ sử dụng các dòng mỹ phẩm Chống lão hóa chuyên dụng cho da Chẳng hạn như là các dòng cung cấp collagen Như là toner Rồi là sữa rửa mặt viên uống cấp nước Nước uống collagen Hay là mặt nạ collagen rồi Và với việc cung cấp các dòng chống lão hóa chuyên dụng như thế này thì chúng ta sẽ ngăn chặn được cái quá trình lão hóa sớm đến với da của chúng ta. Đồng thời là da của chúng ta dù có độ ngoài độ tuổi 25 rồi đến 30 tuổi thì trông vẫn rất căng bóng. Nhưng mà anh đã có khuyên rồi đúng không? Là bất cứ chúng ta sử dụng sản phẩm nào thì cũng phải sử dụng ưu tiên trong một thời gian dài và kiên trì sử dụng. Nó mới mang đến những hiệu quả nhất định. Quy tắc thứ tư trong bí quyết chăm sóc da chống lão hóa của con gái Hàn Quốc đó chính là họ không ngại dao kéo tất nhiên rồi khi chúng ta nói đến Hàn Quốc thì điều đầu tiên chúng ta sẽ nhớ đến đó chính là con gái Hàn Quốc vô cùng xinh gái đúng không cũng như việc là Hàn Quốc thì chính là cái nôi của phẫu thuật thẩm mỹ và không quá lạ khi mà nói rằng Hàn Quốc đứng đầu trên thế giới về những cái phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ cũng như là cài tiến nha sắc cho con gái hay là cho bất cứ người nào rồi và phụ nữ ở Hàn Quốc thì người ta không ngại công khai cái vấn đề người ta giao kéo và đây thì được xem như là một trong những cái phương pháp, một trong những con đường nhanh nhất để họ giữ cho làn da của mình luôn được đẹp này cũng như là uh, níu giữ tuổi thanh xuân. Những cái phương pháp mà con gái Hàn Quốc thường sử dụng để chăm sóc làn da của họ chống lão hóa có thể kể đến như là tiêm botox hay là tiêm filler. Và không chỉ có con gái người ta mới sử dụng những cái phương pháp mà làm đẹp rồi là thẩm mỹ như thế này đâu Mà ngay cả nam giới người ta cũng sử dụng những cái phương pháp như thế này Để giữ cho nhan sắc của mình luôn được trẻ trung Rồi là giữ cho làn da của mình luôn được tuyệt vời Quy tắc thứ năm cũng là quy tắc cuối cùng trong quy trình chăm sóc da chống lão hóa của con gái Hàn Quốc Đó chính là họ không trung thành với một thương hiệu mỹ phẩm nào cả đây là điều tuyệt đối trong quy trình chăm sóc da của con gái Hàn Quốc rồi. Con gái Hàn Quốc thì họ rất dành về cái việc là sử dụng những loại mỹ phẩm nào để chăm sóc cho từng loại da phù hợp với mình. Và một số dòng có thể kể đến mà hiện nay con gái Hàn Quốc sử dụng khá nhiều đó chính là dòng AmuSic như thế này. Và một điều nữa trong quy trình chống lão hóa da của họ đó chính là họ thường xuyên cung cấp viên uống cấp nước và Ờ, những cái loại nước uống collagen và một trong những cái viên uống cấp nước mà đang rất hot hit ở thời điểm hiện tại được con gái Hàn Quốc sử dụng rất nhiều cũng như là mang lại hiệu quả vô cùng tuyệt đối đó chính là dòng viên uống cấp nước Inabi Aquarix này ừ, nếu như các bạn trên độ tuổi 20 thì chúng ta hãy sử dụng cái dòng viên uống màu vàng, hộp màu vàng như thế này Thì nó sẽ vừa cung cấp nước, và phòng chống uh, lão hóa rồi cung cấp collagen cho chúng ta. Còn nếu như bạn dưới độ tuổi 20 thì hãy dùng cái lọ màu hồng. Với cái lọ đấy thì nó sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên thì oanh khoe rằng chúng ta vẫn hãy sử dụng lọ màu vàng như thế này bởi hiệu quả của nó sẽ cao hơn lọ màu hồng rất là nhiều và vừa rồi chính là năm quy tắc trong quy trình chăm sóc da chống lão hóa của con gái Hàn Quốc. Và hy vọng với năm cái quy tắc mà ông anh vừa chia sẻ như thế này thì các bạn có thể áp dụng vào trong cuộc sống của mình để có một làn da tuyệt vời hơn, đồng thời là khiến cho da của chúng ta ít bị lão hóa hơn. Và nếu như các bạn thắc mắc với những dòng mỹ phẩm cũng như không biết mua những dòng mỹ phẩm chính hãng Hàn Quốc ở đâu thì hãy mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Bởi siêu thị Hàn Quốc thì với tiêu chí chất lượng là uy tín, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc này. Cũng như là việc khi các bạn được nhận hàng thì chúng ta được phép kiểm tra rồi sau đó mới thanh toán. Và quan trọng là chúng ta được đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Nếu như bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả và một trong ba phương thức để chúng ta đặt hàng tại siêu thị Hàn Quốc có thể kể đến. Phương thức thứ nhất đó chính là chúng ta gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn mua hàng. Phương thức thứ hai đó là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả dưới video này để truy cập vào website koreashop 24 giờ com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cả hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho các dòng mỹ phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin mà anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến những kiến thức bổ ích cho những bạn nữ, đặc biệt là với những bạn mà có nhu cầu chăm sóc cho làn da của mình. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye! Các bạn còn muốn tìm hiểu thêm thông tin về những sản phẩm mỹ phẩm cùng loại thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.